Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, đậu phụ là thực phẩm không hề xa lạ trong bữa ăn của nhiều gia đình. Ngay từ thời cổ đại, phụ nữ xem nó như một sản phẩm tuyệt vời đối với sắc đẹp. Không thể phủ nhận vô vàn lợi ích của đậu phụ đối với cơ thể. Do thành phần chính từ đậu nành chứa nhiều isoflavone nên nó đặc biệt tốt cho phụ nữ. Ngoài ra đậu nành cũng rất giàu chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ dễ tiêu hóa và hấp thu. Không thể phủ nhận những tác dụng tốt của đậu phụ như các sản phẩm làm từ đậu nành nói chung. Tuy nhiên do ngộ nhận đậu phụ là thực phẩm tốt và vô hại nên nhiều người sử dụng rất vô độ. Nhiều người thường kết hợp đậu phụ chung với những loại thực phẩm khác nhau mà không hề biết rằng có những sự kết hợp sai lầm đặc biệt gây hại cho sức khỏe con người. Dưới đây là những loại thực phẩm tuyệt đối không kết hợp cùng với đậu phụ nếu không muốn biến đậu thành thuốc độc hại cả nhà chết oan. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, cải bó xôi Zobina. Zobina rất tốt cho sức khỏe, nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Cải đậu phụ và Zobina đều là thực phẩm lành mạnh, nhưng khi ăn cùng với nhau thì không tốt. Nguyên nhân được cho là hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thụ canxi của cơ thể. Trong khi đậu phụ giàu canxi, Zobina lại giàu axit oxalic. Hai nguyên liệu này ăn cùng nhau sẽ tạo ra phản ứng canxi oxalat tích tụ. Nó không chỉ khiến cơ thể thiếu hụt canxi mà còn dễ gây ra sỏi. Ngoài Zobina, thực phẩm chứa nhiều axit oxalic bao gồm cần tây, măng tây, cải dầu, tiêu xanh, rau mùi, nho, cacao, trà, cam, cà chua, khoai tây, mận, dâu tây và rau bắp cải. Nếu bạn phải trộn hai loại thực phẩm, bạn cũng có thể điều chỉnh phương pháp nấu để giảm hàm lượng axit oxalic trong thực phẩm. Ví dụ, Zobina, cải dầu, măng và đậu phụ khi đun sôi trước có thể làm giảm hầu hết hàm lượng axit oxalic. Thứ hai, hành lá. Có thể nhiều người thấy khó tin nếu hai loại thực phẩm này được khuyên không nên kết hợp với nhau. Trên thực tế, cũng giống như Zobina, cách ăn này cũng ảnh hưởng lớn tới sự hấp thu canxi vì hành lá cũng chứa một lượng lớn axit oxalic. Nếu ăn trong thời gian lâu sẽ khiến cơ thể thiếu canxi trầm trọng. Bạn có thể kết hợp, song hãy hạn chế tối đa nhé. Thứ ba, hành tây. Khi nấu ăn, hành tây luôn là thứ gia vị không thể thiếu của chúng ta. Nhưng cố gắng không để hành tây trong các món ăn có đậu phụ. Hành tây cũng chứa axit oxalic và canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic trong hành tây để tạo thành canxi oxalate. Sẽ tạo thành sỏi nếu bạn ăn đậu phụ với hành tây trong một thời gian dài. Nó sẽ gây ra tình trạng thiếu canxi trong cơ thể con người, sẽ biểu hiện như chuột rút ở chân dưới và thậm chí là đau và gãy xương. Ngoài ra cũng cần chú ý một số sự kết hợp của đậu phụ với loại thực phẩm khác. Thứ tư, mật ong. Một số người thay vì sử dụng đường thì thay thế bằng mật ong. Cách sử dụng nêm đếm này trông có vẻ ngon, nhưng đối với người có ruột và dạ dày yếu thì lại có hại. Đậu phụ chứa nhiều loại khoáng chất, protein thực vật và axit hữu cơ. Đậu phụ được ăn cùng với mật ong và các enzyme khác nhau trong mật ong sẽ phản ứng với các chất này trong đậu phụ để tạo ra các phản ứng sinh hóa không có lợi cho cơ thể con người và có thể dễ dàng gây tiêu chảy. Đậu phụ không thể ăn cùng mật ong, do vậy cũng đừng uống mật ong ngay sau khi ăn đậu phụ. Thứ năm, sữa bò. Bạn cũng không nên ăn kết hợp đậu phụ với sữa bò bởi vì nếu ăn chung hai thực phẩm này sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai, gây ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi của cơ thể. Thứ sáu, trứng gà. Theo đông y, bạn không nên ăn đậu phụ với trứng gà vì cả hai loại thực phẩm này đều rất giàu protein. Ăn chung hai thứ sẽ gây ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể, không tốt cho sức khỏe. Ăn đậu phụ sai cách, bạn có thể sẽ phải đối diện với những tác dụng phụ cực kỳ có hại cho sức khỏe. Cụ thể, phá vỡ nội tiết nam và giảm lượng tinh trùng ở nam giới. Đậu nành có chứa isoflavone, một hợp chất làm tăng lượng estrogen trong cơ thể. Nếu bạn là nam giới tiêu thụ nhiều sản phẩm từ đậu nành bao gồm cả đậu phụ, có thể phá vỡ sự cân bằng của các hormone sinh sản. Thêm nữa, theo nhiều nghiên cứu từ trước đến nay, thì mức tiêu thụ các sản phẩm từ đậu tương hàng ngày sẽ làm cho số lượng tinh trùng của nam giới giảm đi đáng kể. Các nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard hoàn thành từ năm 2000 đến năm 2006 đã cho kết quả đáng ngạc nhiên. Mọi người ăn sản phẩm đậu nành mỗi ngày thì mỗi miêu tinh dịch của mình chỉ có 41 triệu tinh trùng, thấp hơn 20 triệu tinh trùng so với những người không ăn hoặc ít ăn đậu nành. Sự thiếu hụt tinh trùng này rất dễ dẫn đến vô sinh. Nguy cơ này sẽ còn cao hơn nhiều lần ở những quý ông mắc bệnh béo phì. Làm tăng nguy cơ ung thư, nếu trong đậu phụ chứa các chất bảo quản không lành mạnh và có ảnh hưởng đến nội tiết tố, nên có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Gây suy chức năng thận, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng đậu phụ có hàm lượng nhỏ chất nitơ. Với những ai thận yếu hoặc người cao tuổi khi ăn nhiều đậu phụ đồng nghĩa với việc
lượng nitơ nạp vào cơ thể cũng tăng theo, gây áp lực lên thận khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc thải nitơ. Hiện tượng này nếu xảy ra lâu ngày và việc phải thường xuyên làm việc quá sức sẽ khiến thận của bạn suy yếu. Không những thế, theo khảo sát trên thị trường, hiện nay nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ còn sử dụng thạch cao công nghiệp trong sản xuất. Thạch cao công nghiệp là một chất cơ thể không hấp thu, không tan trong nước, có chứa nhiều tạp chất, nhiều kim loại nặng như sắt, đồng, chì. Khoa học đã chứng minh, nếu dùng lâu ngày các sản phẩm có chứa thạch cao, những kim loại nặng sẽ bám trên bề mặt thành ruột non, làm hạn chế khả năng tiết dịch để tiêu hóa thức ăn, đồng thời gây cản trở và làm giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Về lâu dài, gan sẽ yếu đi, cơ thể suy yếu vì thiếu chất dinh dưỡng và dễ bị vi khuẩn tấn công. Đậu phụ không thể ăn cùng với các loại thực phẩm trên và không nên ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều đậu phụ có thể làm nặng thêm bệnh thận, bệnh gút lách và dạ dày. Đậu phụ là thực phẩm tốt nhưng chúng ta cần sử dụng đúng cách để mang lại dinh dưỡng cho cơ thể. Đậu phụ rất giàu thành phần chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người như sắt, canxi, magie. Đậu phụ còn có tác dụng hỗ trợ trong việc phòng và trị một số bệnh rất hiệu quả khi kết hợp với một số gia vị và thực phẩm. Ngoài ra, nếu biết kết hợp đậu phụ đúng cách thì có thể phòng chống và ngăn ngừa rất nhiều loại bệnh với cơ thể của chúng ta. Bạn có đang tò mò về những sự kết hợp này hay không? Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của video nhé! Đậu phụ là sản phẩm được làm từ các loại đậu khác nhau, đậu xanh, đậu đen nhưng chủ yếu là làm từ đậu tương. Nó là một trong những món ăn phổ biến của người Việt với những tính năng ưu việt như dễ ăn, dễ tiêu hóa, nhiều dinh dưỡng, dễ chế biến, giá thành rẻ. Ăn đậu phụ thường xuyên có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, thanh nhiệt, giải khát, làm sạch ruột và dạ dày. Hãy kết hợp đậu phụ cùng những loại thực phẩm sau để tăng tác dụng của đậu phụ nhé. Thứ nhất, kết hợp với lòng đỏ trứng để tăng sự hấp thụ canxi. Cũng giống như uống viên canxi cần bổ sung thêm vitamin D, ăn đậu phụ bổ sung canxi thì cần kết hợp với những thực phẩm giàu vitamin D. Bởi vì vitamin D đóng vai trò rất quan trọng trong việc hấp thu và sử dụng canxi. Mặc dù đậu phụ chứa rất nhiều canxi, nhưng khi ăn đậu phụ cần phải kết hợp với một số loại thực phẩm nhiều vitamin D mới có thể làm tăng hiệu quả của đậu phụ. Lòng đỏ trứng rất giàu vitamin D, do đó đậu phụ kết hợp với lòng đỏ trứng là một món ăn tuyệt vời để bổ sung canxi. Thứ hai, kết hợp cùng rong biển, ba loại thuốc chất lượng cao. Đậu phụ nấu chín với rong biển được gọi là loại thuốc kéo dài tuổi thọ. Uống một bát canh tảo biển đậu phụ mỗi buổi sáng để làm ấm bụng, giúp dày khỏe mạnh, giúp dạ dày khỏe mạnh. Tác dụng của mannitol, iốt kali, niacin và các chất khác trong tảo biển kết hợp có hiệu quả trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch và hạ huyết áp. Tảo biển còn chứa chất xơ dồi dào có tác dụng trong việc trì hoãn gia tăng lượng đường trong máu. Đậu phụ không chứa cholesterol, rất thích hợp cho những người bị huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao. Để giảm huyết áp và chất béo trong máu, tốt nhất nên có một món ăn về đậu phụ. Thường ăn đậu phụ và rong biển có thể kiểm soát huyết áp, đường huyết và lipid máu rất tốt, rất thích hợp với người trung niên và cao tuổi. Thứ ba, đậu phụ kết hợp cùng huyết vịt, dưỡng máu bảo vệ gan. Máu động vật cũng chứa nhiều muối vô cơ và nguyên tố vi lượng, chẳng hạn như natri, kali, phosphor, sắt, kẽm, mangan, đồng, coban. Những yếu tố này có vai trò không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Hàm lượng protein của đậu phụ rất phong phú, không chỉ chứa 8 axit amin thiết yếu mà còn có tỷ lệ chất dinh dưỡng cao. Súp đậu phụ với tiết vịt giúp thải độc cơ thể. Ngoài ra, đậu phụ cũng rất tốt cho việc dưỡng da, làm đẹp của phái nữ. Thứ tư, đậu phụ và rau xanh, nấm tăng cường khả năng chống oxy hóa. Mặc dù đậu phụ có chứa chất dinh dưỡng phong phú, nhưng đậu phụ tương đối thiếu chất xơ. Nếu bạn chỉ ăn đậu phụ không, có thể gây ra những rắc rối của táo bón. Dinh dưỡng trong đậu phụ rất tuyệt vời, dinh dưỡng trong rau xanh cũng rất nhiều. Kiến nghị mọi người nên ăn kết hợp hai loại thực phẩm này, vừa tăng lượng chất xơ cho cơ thể, vừa tăng các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể ngăn ngừa lão hóa. Thứ năm, đậu phụ ăn cùng tỏi giảm mỡ và giảm béo. Đây là bí quyết giảm cân rất có hiệu quả nhưng ít người biết đến. Thay vì phải ăn đậu phụ luộc, bạn có thể thêm một ít tỏi vào món đậu phụ chiên để có tác dụng tương đương. Đậu phụ có hàm lượng protein cao và isoflavon giúp phái đẹp điều chỉnh nội tiết tố. Nếu bạn đang lo lắng việc ăn nhiều đậu phụ chứa hàm lượng protein cao sẽ tăng cân, vấn đề này sẽ được giải quyết bằng tỏi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỏi có thể làm giảm hiệu quả hàm lượng protein gây béo phì trong cơ thể. Bài tiết mỡ thừa có đường tiêu hóa rất phù hợp với những người muốn giảm cân và đốt mỡ thừa. Thứ sáu, kết hợp với một số loại thịt hấp thụ protein. Đậu nành là loại protein tốt nhất trong thực phẩm. Đậu phụ làm từ đậu nành. Tuy nhiên, hàm lượng và tỷ lệ axit amin protein trong đậu phụ không hợp lý lắm, cũng không thích hợp cho việc tiêu hóa và hấp thu của con người.
Do đó, nếu ăn đậu phụ với một số thực phẩm có hàm lượng protein cao như một số loại thịt, thì có tác dụng hỗ trợ bổ sung protein ở đậu phụ và cơ thể tốt hơn. Đậu phụ được biết đến như một món thịt thực vật dinh dưỡng lại lành mạnh nên được rất nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Không chỉ thế, có rất nhiều thực phẩm có thể kết hợp với đậu phụ làm gia tăng giá trị dinh dưỡng lên nhiều lần, cực tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến những loại thực phẩm không nên kết hợp cùng với đậu phụ để tránh những tác hại không đáng có với sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Mỗi Ngày.